Xin chào quý bà con, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý bà con dòng máy sàn tắm lọc sạn tốt nhất. Máy lọc sạn gạo 1000kg trên giờ có thể tách sạn, trấu, tắm ra khỏi gạo hoặc các loại nông sản khác như đổ, tiêu, cà phê một cách đơn giản và nhanh chóng nhất. Tính năng nổi bật của máy lọc sạn gạo 1000kg trên giờ. Thiết bị lọc sạn gạo này thường được các dây chuyền chế biến nông sản, cửa hàng gạo và hộ gia đình sản xuất lựa chọn và đặt mua. Hiện tại, máy lọc sạn gạo được cung cấp bởi thế giới máy có những ưu điểm vượt trội so với các sản phẩm cùng loại có bán trên thị trường. Sản phẩm cho tỷ lệ lọc sạn là 100%, máy công suất 1.000 kg trên giờ, kiểu dáng đẹp, năng suất cao, ít hao điện, chất lượng ổn định, đặc biệt độ thấp nên bạn không cần lo lắng. Máy lọc sạn gạo 1.000 kg trên giờ có cấu tạo hiện đại giúp giảm tối đa các công đoạn sản xuất thủ công và ít tiêu hao sức người, tiết kiệm được thời gian sản xuất và tăng năng suất lao động mời quý bà con cùng xem máy chạy thực tế bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của thế giới máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi thế giới máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con